Xin chào tất cả các bạn, tôi là NLP Trainer Master Coach Hà Thu Trang. Các bạn biết không, ai trong số chúng ta cũng phải vật lộn, cũng phải mưu sinh với cuộc sống khi ở giai đoạn còn trẻ tuổi. Cho đến lúc chúng ta bước vào tuổi trung niên, lúc đó chúng ta mới có cái điều kiện dễ dàng hơn được là chính mình, có cái điều kiện để làm những cái điều mà mình thích, làm những cái điều mà mình đam mê, có cái điều kiện để chúng ta trao nhiều giá trị hơn cho người khác và ra cộng đồng. Lúc đó chúng ta mới có thể nhận ra được 5 thứ tài sản quý giá của những người phụ nữ trung niên. Cô Trang xin chia sẻ ngay sau đây cùng các chị em để nếu chúng ta thấm trước được cái điều này, để đến khi chúng ta bước vào tuổi trung niên thì chúng ta sẽ biết cái cách biến mình thành người phụ nữ vô cùng giàu có một cách dễ dàng, có đúng không nào? Điều đầu tiên, tài sản quý đầu tiên đó chính là sự tự tin đến từ học vấn. Khi bạn có học vấn thì con người của bạn toát lên cái sự tự tin từ bên trong. Bạn cũng sẽ biết cái cách tạo sức hấp dẫn từ diện mạo bên ngoài, từ vẻ đẹp bên ngoài của bạn. Kết hợp cả hai thứ này, bạn sẽ tạo nên một cái thần thái đặc trưng cho chính bạn. Đúng nào? Khi mà bạn có học vấn, bạn cũng sẽ biết cái cách kiến tạo được cái sự bình an và sống hạnh phúc hơn. Đúng nào? Khi bạn có học vấn thì bạn còn làm được điều gì nữa? À, bạn biết cái cách là sống hòa hợp với mọi người xung quanh và cả môi trường và cả vũ trụ nữa. Tài sản quý giá thứ hai của những người phụ nữ trung niên đó chính là sức khỏe cân bằng. Bạn biết không, sức khỏe là cái vốn quý giá của con người, nó là cái tài sản quý giá nhất của con người, nó là khởi nguồn của mọi ước mơ. Không chỉ khỏe về cơ thể mà chúng ta cần khỏe cả về tâm trí, khỏe cơ thể và cả tâm trí nữa. Phải đạt được sự cân bằng mới có sức khỏe được toàn diện và trọn vẹn. Ở cái ngưỡng tuổi này, phụ nữ xuống dốc rất rất nhanh. Nếu không nuôi dưỡng một sức khỏe cân bằng thì không thể giữ gìn một phong độ bền lâu, tươi tắn và trẻ trung được. Và hơn thế nữa, lúc này bạn đang là chỗ dựa cho rất rất nhiều người, từ con cái của bạn, từ chồng của bạn, từ người thân của bạn, đúng nào? Và tài sản quý giá thứ ba đó chính là những đứa con tử tế. Bạn có thừa nhận với Cốt Trang điều này đúng không ạ? Đó chính là tài sản quý giá nhất của bạn. Nó là vừa là nguồn động lực của bạn, nó là vừa là nguồn vui của bạn, nó lại vừa là mục tiêu của bạn. Chưa cần chúng ta mong mỏi chúng là những đứa con tài năng, chỉ cần nếu chúng nó là những đứa con tử tế thôi thì bạn cũng đã đủ hãnh diện về điều đó rồi. Phải vậy không các chị em? Điều thứ tư đó chính là khả năng độc lập tài chính. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Cuộc sống luôn cần sự chủ động. Đến lúc bạn hoàn toàn xứng đáng được làm mọi thứ mà mình thích, mọi thứ mà mình đam mê, khi tài chính độc lập được, bạn sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện được cái điều đó. À, đúng nào, tiền bạc thực ra không phải là tất cả, nhưng nếu dư giả về tài chính thì sẽ giúp bạn dễ dàng làm được nhiều việc hơn và tổ chức được cái cuộc sống của bạn tốt hơn. Và tài sản quý giá cuối cùng của người phụ nữ trung niên đó là tài sản thứ năm, khả năng học tập không ngừng. Sự ham học hỏi, sự cầu thị luôn giúp bản thân của bạn được gia tăng giá trị và nâng cấp bản thân của mình lên. Bạn sẽ không bao giờ tụt lại phía sau. Đặc biệt, khả năng học tập không ngừng sẽ giúp cho bạn có được động lực đủ lớn, khát vọng đủ lớn, có cả tầm nhìn nữa để bạn sống lâu, để bạn khỏe mạnh toàn diện, để bạn trẻ trung và tươi tắn rạng ngời. Có đúng không nào? Kể cả khi bạn bước vào tuổi trung niên. Và khi chúng ta thấu hiểu được 5 cái tài sản quý giá này thì bạn sẽ không ngừng nuôi dưỡng nó và bạn sẽ không bị những cái thứ ồn ào phía bên ngoài làm cho tâm bạn động, làm cho bạn bị bối rối, đúng không nào? Bạn chỉ tập trung nuôi dưỡng và gìn giữ 5 tài sản quý giá này mà thôi. Còn nếu các cô gái trẻ nếu biết được 5 cái tài sản quý giá này thì bạn sẽ dễ dàng trở thành người phụ nữ vô cùng giàu có khi bạn bước vào tuổi trung niên. Hãy like, share video này giúp cho nhiều người phụ nữ khác biết được bí quyết để trở nên giàu có khi bước vào tuổi trung niên. Và đăng ký kênh YouTube của Cốt Trang để cập nhật thêm các video mới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.